Chạm cục đấy là hắt lên đấy. Cẩu lại mấy cục kia rồi. Sẽ là đeo ở trong khu vực các bạn. Ép cọc, bê tông 6m. 190 là 1 triệu 190 là đá sỏi sông. Đá gì? Sỏi sông. Đá sỏi không á? Ngược xả.
đỡ sức bẻ rồi ạ. Cầu là đẩy nhà liền kề nhá, hết sức cẩn thận đấy. Đây địa thế rộng, vừa xe nó quay cái cầu, nó quay vừa luôn. Thế này thôi. Ừ đấy. Quay được luôn nè. Cái cầu này là thấy nó quay một vòng ấy. À, 3 tầng ấy, nhưng mà 91 rồi. Trạm cục đấy là hất lên đấy. Cẩu lại mấy cục kia rồi. Chia sẻ toàn bộ video này cho quý vị các bạn. Ép cọc bê tông 6m. Đấy, lên móng.
cầu hạ dẹp cành rồi là vẫn kéo được. Cặp 6 mét đầu tiên thế này. Gãy vỏ ra nhá. Kênh YouTube của chú không ạ? Quay
vừa là nhà của mình nữa.
chia sẻ quý vị các bạn toàn bộ video về linh kiện cấu kiện ép cọc xây dựng nhà. Chia sẻ toàn bộ video về các thiết bị và máy móc để ép cọc bê tông xây dựng nhà. Xin phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp quý vị và các bạn tại các video sau.